Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24 giờ TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Tin nóng, Mỹ lên tiếng dằn mặt Trung Quốc xâm phạm Trường Sa, sẵn sàng hỗ trợ Philippines, Đài Loan đối đầu Bắc Kinh. Ông Biden tuyên bố đanh thép quyết không để Trung Quốc vượt mặt trong vai trò lãnh đạo thế giới. Tình hình căng thẳng, Mỹ ồ ạt triển khai tên lửa chiến thuật tới Ukraine. Mỹ tính trục xuất các nhà ngoại giao Nga, áp lệnh trừng phạt mới. Tiết lộ bí mật động thái quân sự chưa từng có của Nga tại Bắc Cực. Đại sứ Myanmar tại Anh bị cấm cửa, không được vào đại sứ quán. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, Mỹ lên tiếng dằn mặt Trung Quốc xâm phạm Trường Sa, sẵn sàng hỗ trợ Philippines, Đài Loan đối đầu Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong buổi họp báo ngày 8 tháng 4 theo AFP như sau. Một cuộc tấn công chống lại các lực lượng vũ trang hoặc máy bay Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ Mỹ-Philippines. Ông Price nói Mỹ chia sẻ mối quan ngại của Philippines về việc Trung Quốc điều động hàng trăm tàu dân binh đến gần đá Ba Đầu tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông. Hơn 200 tàu dân binh Trung Quốc xuất hiện gần đá Ba Đầu vào ngày 7 tháng 3, sau đó tản ra khắp quần đảo Trường Sa, bao gồm những bãi đá bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp và bồi đắp thành đảo nhân tạo. Trung Quốc đã ngang ngược bác bỏ việc Philippines yêu cầu tàu dân binh rút khỏi khu vực. Căng thẳng cũng gia tăng với Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 7 tháng 4 cho biết Trung Quốc tiếp tục điều thêm 15 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ông Price bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự quanh Đài Loan gần đây. Ông Price nhấn mạnh, Mỹ duy trì năng lực chống lại bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực hoặc những hình thức cưỡng ép khác đe dọa an ninh hoặc hệ thống kinh tế xã hội của người dân Đài Loan. Tuyên bố này là nhắc đến đạo luật mối quan hệ với Đài Loan. Theo đó, Mỹ có nghĩa vụ cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ trước Trung Quốc đại lục. Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã tuyên bố sẽ bảo vệ mạnh mẽ các đồng minh và tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn với Trung Quốc từ thời người tiền nhiệm Donald Trump. Tin tiếp theo, ông Biden tuyên bố đanh thép, quyết không để Trung Quốc vượt mặt trong vai trò lãnh đạo thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho rằng cơ sở hạ tầng là một vấn đề an ninh quốc gia và rằng Trung Quốc đang đi nhanh hơn Mỹ khi ông chỉ trích các thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối kế hoạch 2.000 tỷ đô la Mỹ của mình. Sau nhiều tháng bị phía Đảng Cộng Hòa chỉ trích là quá mềm mỏng với Trung Quốc, trong bài phát biểu ngày 7 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc các thành viên Đảng Cộng Hòa đang giúp cho Trung Quốc khi họ phản đối kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ đô mà ông đề xuất. Trước đó, phía Đảng Cộng Hòa cho rằng đề xuất này quá tốn kém. Theo trang Business Insider, kế hoạch cơ sở hạ tầng của ông Biden nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thông qua đầu tư vào giao thông, băng thông rộng, sản xuất năng lượng sạch, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Đề xuất của ông Biden tập trung nhiều vào giải quyết biến đổi khí hậu và tăng thuế doanh nghiệp. Tổng thống Mỹ đã coi việc cạnh tranh với Trung Quốc trên trường quốc tế trở thành ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu để đảm bảo ưu thế của Mỹ trên trường quốc tế trước một Trung Quốc đang trỗi dậy. Ông Biden phát biểu, mọi người có nghĩ rằng Trung Quốc đang ngồi chờ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng hoặc nghiên cứu và phát triển hay không? Tôi đảm bảo với các bạn là họ không chờ đợi. Mỹ không còn là lãnh đạo của thế giới vì chúng ta không đầu tư. Ông Biden cho rằng Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đang đi trước Mỹ trong các khoản đầu tư tương lai. Theo ông Biden, việc cải thiện các mối liên kết vận tải, đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ hiện đại là cần thiết để Mỹ có thể lãnh đạo thế giới như đã từng làm trong lịch sử. Chuyển sang tin tiếp theo, tình hình căng thẳng, Mỹ ồ ạt triển khai tên lửa chiến thuật tới Ukraine. Thưa quý vị, theo thông tin từ hãng thông tấn Avira.bro, mới đây, máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã đến Ukraine cách đây vài ngày. Và đây không phải là chuyến bay duy nhất được thực hiện trong những ngày gần đây có thể cung cấp tên lửa chiến thuật cho Ukraine. Đặc biệt, đây là tổ hợp HIMARS có khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly lên đến 300 km. Hiện tại không có bằng chứng tài liệu nào về thông tin đã xuất hiện, tuy nhiên có hai lựa chọn khả thi, chuyển các bộ dụng cụ đến biên giới của Crimea hoặc Donbass. Điều này đặc biệt quan trọng so với nền tảng của một tuyên bố của Hoa Kỳ về việc sẵn sàng tấn công các lực lượng Nga nếu Nga quyết định cung cấp viện trợ quân sự cho các nước Cộng hòa tự xưng.
Hiện tại Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ không bình luận gì về việc chuyển quân nhu cho Ukraine. Tuy nhiên điều này chỉ làm trầm trọng thêm tình hình xung đột và trước những mối đe dọa chống lại, điều này có thể dẫn đến những rắc rối rất đáng kể. Tin tiếp theo, Mỹ tính trục xuất các nhà ngoại giao Nga áp lệnh trừng phạt mới. Kính thưa quý vị, chính quyền Mỹ đã hoàn thành một bản đánh giá tình báo về việc cáo buộc Nga can thiệp bầu cử vụ tấn công mạng SolarWinds, đồng thời có thể sớm thông báo về các hành động đáp trả. Bloomberg dẫn ba nguồn thạo tin cho hay. Các động thái kế tiếp có liên quan đến việc trừng phạt trục xuất các sĩ quan tình báo Nga ở Mỹ dưới vỏ bọc ngoại giao. Các nguồn tin giấu tên cho hay các quan chức cấp cao ở Mỹ dự kiến gặp nhau ngày 7 tháng 4 giờ Mỹ để thảo luận các bước đi tiếp theo, Bloomberg đưa tin. Theo hãng truyền thông này, Tổng thống Biden và các quan chức cấp cao của ông sẽ phải đánh giá trừng phạt Nga cứng rắn ở mức độ nào, trong khi vẫn phải tìm kiếm sự hỗ trợ của Moscow trong những ưu tiên khác, chẳng hạn như thỏa thuận hạt nhân Iran, nối lại các cuộc trao đổi về kiểm soát vũ trang và đối phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng tình báo Mỹ khẳng định các nhân tố đe dọa lâu dài vốn liên quan đến Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công mạng SolarWinds. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về An ninh mạng và Công nghệ mới Ens Noberger cho biết. Các nhà chức trách Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ khi cho rằng Moscow can thiệp bầu cử là liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Chuyển sang tin tiếp theo, tiết lộ bí mật động thái quân sự chưa từng có của Nga tại Bắc Cực. Thưa quý vị, Bắc Cực đang là khu vực rất quan trọng đối với Liên bang Nga, bao gồm cả biên giới lẫn đặc khu kinh tế của chúng tôi. Tiềm năng kinh tế tăng lên qua từng năm, ông Peskov nói ngày 6 tháng 4. Phát biểu trên được cho là phản ứng đối với những hình ảnh vệ tinh gần đây trên kênh CNN của Mỹ cho thấy Nga đang tăng cường mạnh mẽ các căn cứ quân sự và khí tài trên bờ biển Bắc Cực, cùng với các cơ sở dưới lòng đất dùng để trữ vũ khí công nghệ cao mới và đặc biệt là tàu phóng ngư lôi Poseidon 2M39. Tàu ngầm tàng hình không người lái này vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân và được các nhà thiết kế Nga tạo ra nhằm xâm nhập hệ thống phòng thủ bờ biển giống như các hệ thống của Mỹ ở đáy đại dương. Poseidon 2M39 có thể phóng đầu đạn của ngư lôi với sức công phá tương đương hàng triệu tấn thuốc nổ, đồng thời tạo ra những cơn sóng phóng xạ, xóa sổ các mục tiêu dọc bờ biển trên một khu vực rộng lớn. Vì lý do này mà các chuyên gia vũ khí nhận định cuộc thử nghiệm Poseidon 2M39 là rất đáng lo ngại. Nga có thể thử nghiệm được siêu vũ khí này ở Bắc Cực là nhờ băng tan do tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các thiết bị quân sự phần cứng của Nga ở khu vực phía Bắc có máy bay ném bom, chiến đấu cơ MiG-31BM và các hệ thống radar mới gần với bờ biển Alaska của Mỹ. Trước thông tin này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh, không ai muốn chứng kiến Bắc Cực trở thành một khu vực bị quân sự hóa. Chúng tôi cam kết bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ ở Bắc Cực bằng cách duy trì trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực, nhất là thông qua mạng lưới các đồng minh và các đối tác tại Bắc Cực. Khi băng ở Bắc Cực tan, những phương án mới cho việc đi qua Bắc Cực cũng mở ra, đồng thời loại bỏ những rào cản tự nhiên mà Nga từng dựa vào để bảo vệ lợi ích của họ tại đây. Do vậy, Moscow đang tăng cường an ninh thông qua việc nâng cấp các sân bay thời Liên Xô cũ, mở rộng mạng lưới hệ thống tên lửa phòng không bờ biển và trên không. Theo Kirby, Mỹ cũng đang giám sát rất chặt chẽ các hoạt động quân sự của Nga tại Bắc Cực. Đáp lại, ông Peskov nhắc nhở rằng chính Mỹ chưa bao giờ từ bỏ sự hiện diện quân sự tại Bắc Cực. Ba tàu ngầm hạt nhân Nga tập trận ở Bắc Cực. Gần đây, ba tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga đã phô diễn sức mạnh khi cùng phá lớp băng dày 1,5 mét và trồi lên. Lần đầu trong lịch sử Hải quân Nga, ba tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đã đồng thời phá băng nổi lên trong cuộc diễn tập ở Bắc Cực. Địa điểm và thời gian nổi được thống nhất từ trước, các tàu đều xuất hiện trong khu vực có bán kính 300 mét. Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov thông báo hôm ngày 27 tháng 3. Theo đô đốc Evmenov, đây là lần đầu tiên Nga tiến hành huấn luyện chiến đấu, nghiên cứu khoa học và đo đạc thời tiết phức tạp trong cùng một hoạt động ở vùng địa cực. Giới chức xứ Bạch Dương không công bố những tàu ngầm tham gia đợt diễn tập này, nhưng video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy ít nhất hai tàu ngầm đề án 667 BDRM và một tàu ngầm đề án 955 Borei. Mỗi tàu có thể mang 16 tên lửa đạn đạo tầm xa R-29 RMU Sineva hoặc RSM-56 Bulava. Với mỗi tên lửa có thể lắp tối đa 160 đầu đạn hạt nhân các loại. Sự hiện diện của tàu ngầm thường được giữ bí mật, đặc biệt là với các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, đóng vai trò vũ khí răn đe chiến lược. Chúng thường chỉ di chuyển trên mặt nước khi trở về cảng, khiến sự xuất hiện ở những khu vực tác chiến vừa qua được coi là thông điệp Nga gửi đến các đối thủ. Nga triển khai hệ thống vũ khí được cho là trùng khớp với các hoạt động điều động binh sĩ cùng thiết bị quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Mỹ.
chẳng hạn như oanh tạc cơ B-1 Lancer của Washington đóng tại căn cứ không quân Orland của Na Uy, gần đây hoàn thành các nhiệm vụ ở phía đông biển Barents. Hồi tháng 8 năm ngoái, Hải quân Mỹ cũng đã công bố hình ảnh tàu ngầm do thám tối mật USS Seagroup ở tại Bắc Cực. Chuyển sang tin tiếp theo, đại sứ Myanmar tại Anh bị cấm cửa không được vào đại sứ quán. Kính thưa quý vị, đại sứ Kiao Jawamin, người đã từ bỏ quân hàm quân đội hồi tháng trước, nói với CNN rằng ông đã cố gắng suốt nhiều giờ để vào đại sứ quán ở London hôm thứ Tư ngày 7 tháng 4 nhưng không thành. Một số nhân viên của ông vẫn ở trong tòa nhà và không được phép ra ngoài. Một nguồn tin khác nói rằng tùy viên quân sự của Myanmar tại London đã nắm quyền kiểm soát tòa nhà. Họ cho biết thêm, một nhóm ít nhất 7 người đang ở bên trong, trong đó có một trẻ em. Quân đội Myanmar chưa bình luận gì về thông tin này. Trước đó, quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân sự ngày 1 tháng 2 trong một cuộc đảo chính gây rúng động. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp thế giới. Một số nhà ngoại giao Myanmar ở nước ngoài cũng lên tiếng phản đối. Tháng trước, đại sứ Kiao Jawamin đã đưa ra tuyên bố kêu gọi trả tự do cho cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và cam kết tiếp tục mở cửa đại sứ quán sau cuộc gọi với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Raab cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã nói chuyện với đại sứ Myanmar và ca ngợi lòng dũng cảm, lòng yêu nước của ông ấy khi đứng lên đấu tranh cho những gì là đúng đắn. Quân đội đã phản ứng bằng cách triệu hồi đại sứ Kiao Jawamin. MRTV đưa tin, vì không hoàn thành trách nhiệm được giao, ông Min đã bị triệu tập để chuyển trở lại Bộ Ngoại giao. Nguồn tin cho biết các nhân viên đại sứ quán đều bị bất ngờ, nhưng họ đã đoán trước được điều gì đó có thể xảy ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar và sau phát ngôn phản đối đảo chính của đại sứ. Một video trực tiếp trên Facebook hôm thứ Tư cho thấy nhiều người đã tập trung bên ngoài tòa nhà của đại sứ quán để thể hiện sự ủng hộ với đại sứ Kiao Jawamin. Cảnh sát London sau đó yêu cầu đám đông giải tán theo quy định phòng tránh lây lan COVID-19. Trước đó, các lãnh đạo quân đội Myanmar từng cố gắng cách chức đại sứ tại Liên Hợp Quốc Kiao Motun vào tháng 3 sau khi ông kêu gọi các cộng đồng quốc tế sử dụng bất kỳ phương tiện cần thiết nào để giúp khôi phục quyền lãnh đạo dân sự của đất nước. Tuy nhiên, ông Tun đã từ chối từ chức và quyết định này được... Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24 giờ TV. Lan Hương xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.